Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu trường khẩn trương giải quyết vụ gần 1.400 học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN đến trường nhưng không có giáo viên giảng dạy. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường thực hiện chuyên môn, quản lý nhà trường đúng theo quy định. Trường cần nhanh chóng có giải pháp xử lý, chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt để bảo đảm việc tổ chức hoạt động giáo dục ổn định. Sở đề nghị trường thực hiện các giải pháp duy trì và tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục đúng kế hoạch chương trình, bảo đảm tối đa quyền lợi học tập cho học sinh, giải quyết cho các em chuyển trường theo nhu cầu của phụ huynh. Trường quốc tế AISVN có trách nhiệm thực hiện báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông qua Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập trước 15 giờ hàng ngày. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trường quốc tế AISVN phải đặt ưu tiên trong việc bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học của học sinh bị gián đoạn. Lãnh đạo sở này cũng đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận học sinh có nhu cầu chuyển từ trường quốc tế AISVN đến học. Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con học tại trường quốc tế Mỹ gửi đơn cầu cứu gây xôn xao dư luận. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng quản trị trường lên làm việc. Sở cũng đã cử đoàn cán bộ trực tiếp đến trường để làm việc. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 3, hàng chục phụ huynh trường quốc tế AISVN tập trung tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an thành phố Hồ Chí Minh PC03 và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc gần 1.400 học sinh bị nhà trường cho nghỉ học ngày 18 tháng 3 và nhiều vấn đề khác liên quan đến trường. Theo các phụ huynh, ngày 17 tháng 3, hội đồng trường quốc tế AISVN tổ chức họp với phụ huynh học sinh để thông tin về tình hình hoạt động của nhà trường. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng trường cho biết tài chính của trường hiện khó khăn, không ổn định, trường không thể trả lương cho giáo viên và nhân viên trường nhiều tháng nay. Dù trường đã tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính hiện nay nhưng không khả thi. Buổi làm việc diễn ra hơn 8 tiếng đồng hồ không tìm được tiếng nói chung giữa nhà trường và phụ huynh. Đến 21 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Út Em gửi email cho toàn thể phụ huynh thông báo về việc tạm cho học sinh nghỉ học trong ngày 18 tháng 3. Sau một ngày cho học sinh nghỉ học và bị phụ huynh kịch liệt phản đối, tối ngày 18 tháng 3, bà Nguyễn Thị Út Em đã gửi email tới toàn thể phụ huynh thông báo việc trường sẽ mở cửa tiếp tục dạy học vào ngày 19 tháng 3. Tuy nhiên, kể từ thời điểm trường mở cửa trở lại, trường không hề có giáo viên đứng lớp, học sinh đi học hay không, đến hay về đều không có bất kỳ sự kiểm soát nào từ nhà trường một số phụ huynh cho biết họ đưa con đến trường nhưng phải ngồi ở căng tin vì không có giáo viên giảng dạy